Kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Anh em mình ghé thăm cho em xin một đăng ký kênh, biết ơn cả nhà rất là nhiều. Các bác đang nhìn thấy một chiếc đĩa sứ hình hoa văn, hoa đào rất đẹp, biểu tượng của ngày Tết. Tuy nhiên nó không phải là một cái đĩa sứ thông thường, mà nó là một chiếc radio đặc biệt. Mặt radio được thiết kế hình một chiếc đĩa sứ. Có men còn sáng choang, men cực đẹp, bởi vì nó là hàng Nhật xịn, made in Japan, và cũng đến từ một thương hiệu rất quen thuộc với anh em yêu audio trên toàn thế giới. Đây các bác có thể nhìn thấy ở góc này, Nationa, một thương hiệu audio lừng danh thế giới. Và hôm nay thì chúng ta được chiêm ngưỡng một sản phẩm audio của nhà Nationa rất đặc biệt và độc đáo. Một chiếc radio mặt được làm bằng đĩa men sứ, tất cả còn đẹp như mới. Đây, các bác có thể thấy là những cái lỗ này tức là phần loa ha. Đây, cụ thể hơn các bác sẽ thấy mặt sau đâu. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là có phần tuning này. Đó, có volume này, có nút nguồn như một chiếc radio thông thường. Nhưng mà toàn bộ mặt phía trước là được làm bằng đĩa ha. Đĩa sứ đàng hoàng. Đó. Bây giờ em ra mở thử cho cả nhà cùng nghe này. Đó. Phước Hiệp cho biết, đơn vị đang sở hữu vùng nuôi cá sạc riêng tại Củ Chi, đặc biệt hợp tác xã khép kín từ khâu sản xuất nuôi trồng đến chế biến sản phẩm. Đặc biệt mô chưa? Sản xuất vừa theo kiểu thủ công vừa theo mô hình bán công nghệ tại chỗ nên đảm bảo chất lượng, yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo bà Nguyễn Thị Ánh Lan cho biết, sản phẩm khô cá sạc của hợp tác xã khác hẳn hơn so với sản phẩm của nhiều cơ sở địa phương khác, không chỉ ở độ mặn lạt, mà còn cả hàm lượng dinh dưỡng như thành phần dinh dưỡng trên 36%, lipid trên 8%. Vì vậy, sản phẩm phù hợp với cả những người dùng có tiền sử bệnh huyết áp cao. Các bác thấy là cái phần chất lượng âm thanh em vừa mở cho các bác nghe thử rất hay. Tiếng to rõ, nghe cực kỳ tốt luôn. Và tất cả các cái chi tiết thì được làm rất là tỉ mỉ, sắc nét. Và quan trọng nhất là chiếc máy, gọi là máy đĩa hát. Còn quá mới, nó đẹp như mới vừa bóc hộp ra, nó chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Đây, em sẽ quay tất cả các mặt cho các bác cùng nhìn thấy. Đây, trắng tinh trắng ngần, từ trước cho đến đường sau, mới keng xà beng, mới không một điểm chê, không một điểm trừ luôn. Và các bác có thể thấy là ghi rất rõ thương hiệu Nationa G71 Made in Japan, được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Chiếc này thì mới cứng luôn, mới ánh kim luôn, từ trong ra ngoài. Các bác có thể nhìn qua cái khe này, chúng ta nhìn thấy từ những cái củ loa vàng ươm. Máy sử dụng pin, hai cục pin tiểu ở đây. Các bác có thể thấy các cái chấu pin, tất cả mọi thứ là mới tinh. Hai cục pin 2A. Một chiếc radio vô cùng độc đáo. Và với cái cách thiết kế như vậy thì chúng ta có thể rất là dễ bày trí. Rất là dễ bày trí. Các bác, thứ nhất là chúng ta có thể bày ở trên các cái kệ, trên những cái bộ loa. Chúng ta hoàn toàn có thể bày ở trên những cái kệ tủ, rất là đẹp, tiện lợi, vì nó có một cái phần chân này. Tuy nhiên các bác lại hoàn toàn có thể tháo rời cái chân này ra được. Các bác có thể tháo rời cái chân này ra được luôn nhá. Đây, em thử tháo này. Một tay thì nó hơi khó một chút nhỉ. Tuy nhiên là các bác có thể tháo chân này được luôn này. Đó, các bác hoàn toàn có thể tháo rời hai cái chân này ra. Khi chúng ta tháo rời chân để làm gì? Các bác có thể quan sát phía sau đây. Chúng ta hoàn toàn có thể treo lên trên tường. Đó, các bác thấy là hai lỗ hai bên này. Như vậy là chúng ta có thể treo lên trên tường. Rất độc đáo đúng không ạ? Rất độc đáo luôn. Như vậy là máy có chân để các bác có thể kê vào kệ, vào tủ, vào trên những cái loa, cái đài, bất kỳ chỗ nào, rất là tiện lợi. Nhưng nếu như các bác muốn thì có thể treo lên trên tường, vừa là trang trí như một chiếc đề, như một bức tranh. Bởi vì những cái họa tiết này, những cái chi tiết này, thì các bác cùng nhau quan sát này. Em sẽ quay sắc nét
với chất lượng video 4K. Các bác thấy là những cái họa tiết này rất sống động, đẹp mắt, mới tinh. Và cái men, cái lớp men này này được làm rất xịn sò cao cấp, bóng loáng và rất là mịn. Hàng của Nhật, nếu bác nào đã từng dùng những cái đồ sứ nói chung, từng cái ly, cái chén của Nhật, thì các bác đều biết là cái men người ta tráng ở tại Nhật ấy, nó cao cấp hơn rất rất nhiều luôn. Và những cái hoa văn này rất sống động, sắc nét. Vậy thì khi mà chúng ta bày ấy, thì nó sẽ như một cái bức tranh, nó đẹp lắm luôn ấy. Nhưng mà một bức tranh biết nói, một chiếc đĩa biết hát, đó mới là điều đặc biệt. Và nó lại còn đến từ một thương hiệu lừng danh Nationa, mà lại được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Tất cả thì lại còn mới tinh tình tình, mới keng sờ beng. Rồi, chắc là không cần trình bày giới thiệu thêm. Về phần kích thước thì chắc là nó khoảng 15-16 phân chiều ngang, chiều cao thì cao hơn chút, khoảng 17-18 phân. Rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ mở và các bác cùng tiếp tục trải nghiệm chất âm nhé. Rất hay. Mình đang chờ được gắn sao. Bà có thương mến, những năm gần đây sản phẩm du lịch miệt vườn ở thành phố Ngã Bảy ngày càng đa dạng, địa phương còn có những định hướng chạy hơi bằng kế hoạch tiểu đề án phát triển du lịch. Nội dung này được phản ánh trong bài Hậu Giang khai thác tiềm năng phát triển du lịch đúng hướng, đăng trên báo Hậu Giang số ra gần đây. Với sự nỗ lực của nhà vườn, sự quan tâm tạo điều kiện. Em chuyển kênh em dò này nhé. Dạ. Cái sóng AM các bác thì chúng ta quan trọng nhất là phải để đúng hướng. Quan trọng nhất là để đúng hướng ha. Chuột đồng ốc bươu được nướng trui, nấu chua, luộc mẹ, hấp tiêu. Để tạo sức hút riêng, nhà vườn còn nghiên cứu tạo nên những trò chơi như đánh đu, kéo co, đi cầu lắc, trải nghiệm tắt mương bắt cá. Dù chưa thực sự đa dạng, nhưng mỗi điểm đến đều tìm là rất là sự tốt đầu luôn. Tư sáng tạo tâm huyết, góp phần tạo nên nét riêng cho sản phẩm du lịch của mình. Đó. Nghe nhạc của mình. Lốt lát nó thêm nào. Để nó trục chặt kiểu gì. Để mà nghe nhạc thì chị nghe thì mấy người đấy mà họ đang còn chủ quan đó. Hoặc là có những bác đã chạy kiểu rảnh rảnh nữa. Các thầy nữ già nghe nhiều câu chuyện hay về lịch sử của bài hát Tình Anh Bá Chiếu nổi tiếng gắn với tình ca Út Trà Ôn. Câu chuyện về các làng nghề che sông Ngã Bảy. Người dân làm du lịch ở Ngã Bảy đã bằng tình yêu quê hương. Rồi, em tắt nguồn nha. Như vậy là em vừa giới thiệu đến cả nhà mình một sản phẩm kịch độc siêu độc trong nhiều năm qua. Đây là lần đầu tiên em gặp được một sản phẩm như vậy. Và rất may mắn thì nó lại còn mới tinh luôn. Lần đầu tiên giới thiệu trên review audio. Có lẽ rằng ở Việt Nam thì không biết là ai đã sở hữu chưa. Nhưng mà cá nhân em thì đây là lần đầu tiên em gặp một cái sản phẩm đặc biệt như vậy. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này là một sản phẩm kịch độc thì liên hệ sớm với em nhé. Một chiếc duy nhất. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.